Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy. Chúc quý vị và các bạn một cái ngày với một cái năng lượng thật là tràn đầy. Hôm nay giúp cho quý vị và các bạn tòa xử làm sao đây là một cái câu mà tôi muốn gửi đến cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Trở lại vấn đề vào những năm 2000 thì ở một số quận huyện hay có yêu cầu là nếu mà có hộ khẩu thì mới được có giấy đất, mới được mua đất, mà nếu mà có đất thì mới được có hộ khẩu. Và cái việc đó nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và một cái vị khách hàng của tôi, họ đã nhờ một người thân có cái hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh đứng tên giùm trên một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và không biết vì một cái động cơ nào đó thì cái người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, họ đã cơ mất và họ đàm lại. Vị khách hàng của tôi không biết, trong trường hợp này không biết là mất giấy, vì giấy thì chị ta vẫn đang giữ, nhưng mà tên thì tên của một người đứng tên giúp. Và sau khi cái động cơ của người đứng tên giùm đó, họ đã làm cơ mất và họ làm lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ bán qua cho một người thứ nhất, và người thứ nhất lại bán cho người thứ hai, và người thứ hai lại bán cho người thứ ba lại bán cho người thứ tư. Cho đến hồ sơ mà chị khách hàng của tôi khởi kiện đến tòa thì đã đến hồ sơ thứ tư rồi. Khó lắm quý vị và các bạn ạ. Tất cả những người mua thứ nhất, thứ hai, thứ ba, họ đều là người mua may ngay tình. Lý do tại sao tôi nói là họ là ngay tình? Vì khi họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này hợp pháp, đến thời điểm họ giao dịch thì họ vẫn nằm trong cái quy định của pháp luật được phép giao dịch trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và thế rằng là hồ sơ tòa khó xử quá đi, không biết phải như thế nào. Nếu phán quyết của tòa cho rằng là xử cho vị khách hàng của tôi được hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì tất cả những người mua ngoại tình từ người thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 như vậy sẽ như thế nào? Và quý vị và các bạn biết rồi, cái việc bản án ngay tình theo quy định của luật 2005 khác cái việc mua ngay tình năm 2015 các bạn ạ. Cái việc thông qua một cái giao dịch nào đó, nếu như trước đây cái ngay tình năm 2005 chỉ qua hai hình thức là bản án và bán đấu giá, thì cho đến thời điểm hiện nay, việc bảo vệ người thứ ba ngay tình rất là quan trọng và luật đã thay đổi. Thì việc như vậy thì bảo vệ người thứ ba ngay tình rất là quan trọng. Họ có thể được toàn quyền đối với cái quyền sử dụng đất này. Người ta mua ngay tình, người ta mua bằng tiền, chứ không phải là người ta mua gian dối. Và việc người ta mua đã được công chứng, đã được sang tên đăng bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì có những cái vụ tranh chấp rất là khó. Và vụ việc của khách hàng tôi, họ đã kéo dài rất là nhiều năm do cái khó của cái vấn đề. Tòa tuyên cho vị khách hàng của tôi được toàn quyền định đoạt làm lại giấy. Thì những cái người mua cuối cùng, người mua ngay tình, người nhận chứng nhận ngay tình, họ sẽ như thế nào? Và bài toán thì tôi cho rằng cái chứng cứ, cái tài liệu để cho rằng việc đứng tên giùm nó vẫn còn đó nhiều cái khó khăn. Những cái chứng cứ nó chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng tòa vẫn còn giữ nguyên. Tòa biết tuyên làm sao? Trong cuộc sống thì chúng ta sẽ có một cái niềm tin rằng chúng ta là người ngay, chúng ta không kịp chết đứng. Đó là một cái phương châm, đó là một cái kiện kim chỉ nam trong cái nghề. Tôi có thể đi bảo vệ quyền lợi của ai đó nếu niềm tin nội tâm của luật sư cho rằng việc khởi kiện là chính xác. Tôi có thể có quyền từ chối
nếu cho rằng việc khởi kiện là chưa hoàn toàn tuân theo những cái đạo luật. Và đây là cái quyết định của tôi. Thưa quý vị và các bạn, cho đến bây giờ thì hồ sơ của tòa vẫn còn đang cái trong quá trình thụ lý và giải quyết. Khó trong vấn đề này cũng không có nghĩa rằng là tòa có những không có những cái quan điểm để đưa vụ án ra xét xử. Và quý vị và các bạn biết rồi, trong quá trình xét xử một cái vụ án liên quan đến bất động sản thì nó gồm có đo vẽ, định giá, thu thập chứng cứ, thu thập chứng cứ từ những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, những cái công văn của ủy ban, lấy lời khai của người làm chứng, hòa giải, thất tần tật rất là nhiều vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những hồ sơ khó mà văn phòng cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn. Và tôi cho rằng là trong cái quá trình hành nghề của tôi có ít nhất rằng là từ 5 tới 6 lần cái việc mà người đứng tên giùm họ lật kèo, họ không có cho rằng là quyền sử dụng đất này là của họ, và họ có quyền tự định đoạt, và khi định đoạt xong rồi thì họ không đến tòa. Đó là một trong những điểm khó của cái hồ sơ mà tôi đang tiếp tục giúp khách hàng trong cái vai trò người đại diện ủy quyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng trong những lần sau quý vị và các bạn sẽ thấy những cái kiến thức pháp luật rất là hữu ích cho các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.